các bác, hôm nay bên em vừa hoàn thiện một mã cửa tự động giấu kín Terod nhập khẩu Liên bang Nga dành cho xe Toyota Hiace đây ạ. Đây các bác quan sát, khi mà lắp xong thì toàn bộ vách cửa đã được đóng kín như thế này, động cơ giấu kín ở bên trong, không hề lộ một chi tiết nào ra ngoài luôn ạ, rất là thẩm mỹ. Em sẽ sử dụng trên chìa khóa Terod của Nga này thì nhập khẩu hoàn toàn qua chính ngạch, đầy đủ các chứng chỉ an toàn, kiểm định chất lượng cũng như kiểm định hàng hóa này, COCQ đầy đủ và đặc biệt độ bền siêu bền luôn, bảo hành lên tới 2 năm ạ. Này thì em sử dụng chống kẹt đa điểm nhé. Khi gặp vật cản thì cửa sẽ tự động đẩy ngược chiều lại, rất là an toàn. Các bác có thể chở những cái đối tượng như là học sinh này hay là chở khách rất là yên tâm. Đóng mở của Terod là 1.200.000 chu kỳ đóng mở, tương đương với 7 năm hoạt động liên tuyến mà không cần phải bảo dưỡng hay là các cái chi tiết liên quan đến động cơ. Đấy đây ạ. Khi mà đóng kít thì chửa vào kít các mép như thế này ạ. Đấy, từ trên xuống dưới luôn đây. Cái bộ này thì rất là bền, rất khỏe. Các bác nên trang bị cho xe để dùng tiện lợi và an toàn hơn ạ. Em thi công bộ này trong vòng khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Đội kỹ thuật thì rất là lành nghề rồi nên các bác yên tâm. Liên hệ đặt lịch lắp đặt alo bên em các bác nha, Rambo Auto ạ.